Hello. Xin chào. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình giải trí âm nhạc của kênh YouTube Hoàng Quốc Dũng nha. Bữa nay ta song hành tới bài hát thứ 12 ở lớp 1. Đó là bài Đường và Chân, nhạc Hoàng Long, lời thơ Xuân Tủ. Rồi, chúng ta bắt đầu vào bài thôi. Kế tiếp ta đi tập hát từng câu. Với bài hát này chia làm 6 câu. Ta tách thêm 2 phần ghép. Ghép thứ nhất là 3 câu, ghép thứ hai 3 câu. Rồi đi vào phần ghép thứ nhất, câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Rồi ta ghép phần ghép thứ nhất 3 câu đầu. Tiếp tục phần ghép thứ hai, câu thứ tư. Câu thứ năm. Câu thứ sáu. Rồi ta ghép phần ghép thứ hai, 4, 5, 6. Rồi ta thực hiện 2 phần ghép 6 câu. Phần hát tập ghép từng câu đã xong, chúng ta bắt đầu đi hát theo giai điệu của bài hát. Hát hết cả bài. Phần giai điệu thì lần thứ nhất chúng ta hát có nốt nhạc, lần thứ hai thì không có nốt nhạc nha, không có nốt đệm theo.
hát theo giai điệu của bài hát đã xong, chúng ta bước sang cái phần điệu nhạc thứ hai để cho bài hát thêm phong phú hơn. Rồi, chương trình giải trí âm nhạc đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại của bài hát lần sau. Xin chào.